Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà đường to ngõ rộng, thênh thang, ô tô 7 chỗ có thể vào nhà, diện tích sử dụng 42m² trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, tổng diện tích sử dụng là 170m², sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng của ngôi nhà này. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngọc Ánh sẽ quay căn ngoài này gửi cho quý vị với cái thông số nhà, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m8, mặt hậu của ngôi nhà 3m82. Căn nhà này đường ngõ trước nhà thực tế, hai xe ô tô tránh nhau, ngõ thông, vị trí là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là hai lớp, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm sinh pha. Và với cái căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn quý vị nhé. Đây, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với cái thiết kế của ngôi nhà này ấy, thì chủ nhà thiết kế cửa cuốn là ô tô có thể vào nhà, mặt tiền là 3m8 quý vị nhé. Thì ô tô có thể vào nhà, còn không thì ở phần Ngọc Ánh đang đứng đây là quý vị có thể để xe máy. Ngõ thông, đường rộng, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6, phạm vi bán kính khoảng tầm 500m quý vị nha. Đó, cách với lại trục đường chính 500m, cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 2,5km. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán Ngọc Ánh sẽ chia sẻ ở phía dưới phần bình luận quý vị nha. Đây, ngôi nhà thiết kế có như thế nào thì review cho quý vị như vậy. 42m một mặt sàn, cho nên ngôi nhà thiết kế rất là ổn áp mọi người ạ. Thiết kế rất là tối ưu công năng về cái phần sử dụng. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hai căn nhà, hai cuốn sổ đỏ riêng biệt, đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt từng căn. Hai căn nhà xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên tường riêng, móng riêng, cột riêng, dầm riêng quý vị nhé. Đó, quý vị hoàn toàn yên tâm. Và sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp đây rất là rộng, cửa sổ thông thoáng, mở thực tế đây. Với phần tủ bếp ở đây, thiết kế cho quý vị ở đây toàn bộ gỗ là gỗ tự nhiên. Mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm đều xong xuôi hết cho quý vị rồi. Đó, chất liệu inox 304 này, chậu rửa, vòi rửa ở đây. Nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện nước riêng. Ngoài cái phần để xe kia, phần phòng bếp đây thì chủ nhà có thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở giữa đây mọi người ạ. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này ấy, thì ở phía dưới tầng 1 là có bể ngầm 2 khối 8 và ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà, trên phía tầng trên cùng ấy mọi người ạ, là có thêm bồn nước 1 khối nữa rồi và có máy bơm nước tự động ở đây. À, quý vị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ sợ mất nước đâu ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cổ trụ cầu thang ở đây, thiết kế thực tế cho quý vị ở đây là toàn bộ gỗ, toàn bộ là gỗ lim quý vị nhá. Đấy, thiết kế cái căn nhà này chủ nhà thiết kế rất là cầu kỳ, chắc chắn. Với cái phần đây, mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá tự nhiên đây mọi người nhá, cổ trắng. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Ngoài anh đã review kỹ đường hướng vị trí cho quý vị rồi, mọi người lên khám phá ở phía trên. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phía phần cầu thang đi lên phần tầng 2. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Đây là không gian phòng khách riêng của ngôi nhà mọi người ạ. Đó, cửa sổ ở phía đằng sau thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng thiết kế hợp lý. Đây là phần không gian quý vị có thể thiết kế ở đây là để tivi, treo tivi mọi người ạ. Đây, chủ nhà thiết kế ổ điện ở đây là chắc là nhằm mục đích này sẽ để tivi treo ở đây. Còn bộ sofa để kia. Và đây, phần ngăn cách giữa phần cầu thang là một chiếc tủ kệ rất là đẹp, hợp lý, trang trí. Đó, không gian phòng khách rất là sạch sẽ cũng như là rất là đẹp. Với cái phần gạch lát nền thì kích thước gạch là 60-60, toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Gạch lát nền là gạch granite, thiết kế kích thước 60-60.
Với tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng, cho nên vào trong không gian nhà rất là thoáng mọi người ạ. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà, hướng ra phần mặt ngõ. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng đông nam, cho nên cũng tương đối là mát về mùa hè và ấm vào mùa đông quý vị nha. Cửa sổ thì thiết kế đầy đủ hai lớp cửa, đảm bảo cái tính an toàn cũng như độ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Đó, phòng ngủ thì tương đối là rộng, hệ thống trần thạch cao, cũng như đầu chờ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ nhà thiết kế và lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung Ngọc Ánh review quay rất là chuẩn chỉnh, chu đáo, chi tiết cho quý vị. Quý vị đang xem video thì đừng kéo nhé. Quý vị cố gắng xem hết video từ đầu cho tới cuối để biết rằng căn nhà này thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế thực sự là có hợp với lại quý vị hay không. Đây là cái phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của tầng 2 đấy mọi người ạ. Thiết kế chủ nhà ốp cho mình toàn bộ gạch gần tên lên tới tận trần này. Đó, bồn cầu này, sen cây tắm này, lavabo này. Đấy. Rất là ổn luôn. Rất là thoáng. Với cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng hai phòng ngủ, cầu thang giữa, thoáng trước thoáng sau. Đây là cái phòng ngủ phía bên trong tầng 3. Đây. Cửa sổ thông thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Với cái căn nhà này thì mặt tiền 3m8, mặt hậu 3m82, cho nên là có nở hậu một chút và cái căn nhà này thực tế luôn là xây dựng rất là vuông vắn quý vị nhé. Không lỗi phong thủy, không đường đâm, không thông hậu, không gần đình chùa miếu mạo để cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Còn thực ra những cái căn nhà, có những căn nhà nó như thế nào ấy, mọi người cứ gọi điện là em cũng sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ mà căn nhà đấy ngõ nó hơi chếch đâm vào nhà một chút, hoặc là nó ngay cạnh với đình chùa thì em cũng sẽ chia sẻ luôn. Để quý vị nào có nhu cầu, quý vị nào cảm thấy mình hợp với cái nhà đấy thì quý vị đi xem. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Nói chung phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên nhất vào trong không gian phòng. Cảm giác vào trong cái căn phòng nó không bị bí bách quý vị ạ. Đây là phòng vệ sinh sử dụng của tầng 3. Đây, thiết kế tương tự như tầng 2, rất là rộng. Và cái màu gạch của nó rất là sạch sẽ, nhã nhặn nha mọi người. Và phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thì gần như ở phía dưới các cái phần hành lang đi lên cầu thang ấy mọi người ạ, đều có ô cửa sổ thoáng để vào phần cầu thang. Cũng như ở trên phía tầng 4 này thì thiết kế cho quý vị như sau. Nơi Ngọc Ánh đang đứng ở đây là thiết kế vị trí để máy giặt riêng. Máy giặt riêng hoặc quý vị có thể giặt rũ riêng ở đây. Đấy. Và trên tầng 4 thiết kế cho mình một cái phòng riêng như thế này. Cái phòng này thì đáp ứng công năng sử dụng tùy nhu cầu, mục đích của mỗi một hộ gia đình. Quý vị có thể để làm phòng ngủ, phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng. Như vậy với căn nhà này lên trên phía tầng 4 là có 5 phòng riêng. Còn phần còn lại là sân phơi. Sân phơi tương đối là rộng. Đây. Với vị trí ngôi nhà này, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Vị trí của nó thì vẫn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Ngọc Ánh chỉ duy nhất dùng hai số điện thoại ở phía trên màn hình thôi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.